Đôn Hoàng nằm ở ngã ba giữa các nền văn hóa Trung Hoa, Trung Á và Ấn Độ, là một trong những thành phố trọng điểm trên con đường tơ lụa. Đây là cửa ngõ nối liền phương Đông và phương Tây, nơi mà các đoàn lữ hành, thương nhân và nhà sư mang theo hàng hóa, văn hóa và tôn giáo đi qua hàng thế kỷ. Đôn Hoàng nổi tiếng với hệ thống hang động Mạc Cao, nơi lưu giữ các bức tranh Phật giáo, tượng Phật và kiến trúc từ nhiều triều đại. Những tác phẩm nghệ thuật này không chỉ phản ánh tín ngưỡng mà còn cho thấy sự giao thoa giữa các nền văn hóa với những ảnh hưởng từ Hy Lạp, La Mã, Ba Tư và Ấn Độ.